Nam Mô Bụt Thầy Giá, đây là chương trình Phật Pháp Bích Thả Thân Má trên mạng Internet và Bánh Thoát Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa đông. Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối. Houston từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng. New York từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng. Cali từ 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng. Paris từ 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Và con kính tri ân sư và đạo quý đạo hữu cho con biết được tín hiệu. Hôm nay thứ năm ngày 7 tháng 1 năm 2021. Phật lịch 2564, giáo trình thắng pháp Abhidhamma, bài 55 thuộc tánh thuần tánh, Kayabha Gunyata, thuần tâm Chittabha Gunyata, biên soạn Tỳ kheo Giác Đẳng và ngài Thế Siêu sẽ dẫn nhập. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái tam bảo. Con kính nhân mít đến sư ạ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến. Tri minh thiện nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã được đọc kinh lễ bái tam bảo. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình thắng pháp Abhidhamma do tỳ kheo Giác Đẳng biên soạn, bài 55 thuộc tánh thuần tánh Kayabha Gunyata và thuần tâm Chittabha Gunyata sẽ được thượng tọa Giác Đẳng giảng giải. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tế Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính nhân mít đến ngài ạ. Nam Mô Bụt Thầy. Xin cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý tôn đức, quý Phật tử. Giáo trình thắng pháp Abhidhamma chúng ta học ngày hôm nay là đến hai cái thuộc tánh mà chúng ta gọi là Kayabha Gunyata thuần thân và Chittabha Gunyata là thuần tâm. Hai cái thuộc tánh này thoạt nghe qua thì chúng ta thấy là dễ hiểu,
Nhưng mà khi phân tích được kỹ thì chúng ta thấy khó hiểu, khó hiểu cho hết được. Nhưng mà chúng ta quay trở lại với Sa-phà-quá pháp thực tính thì chúng ta thấy là dễ hiểu. Sở dĩ chúng ta nói như vậy là bởi vì chúng ta hiểu theo cái cách thường thức. Cái gì muốn cho thuần thục đó, rồi chúng ta phải luyện tập nó mới thuần thục được. Nhưng mà ở đây, trong một sát na tâm tịnh hảo sinh khởi thì làm sao có cái trạng thái thuần thục? Mà do cái sự luyện tập đâu phải là cái tâm động lực thiện tu tập đâu, mà phải tu tập phải mất một thời gian dài mới thuần thục. Như vậy thì cái thuộc tánh Paguñata đó ý nghĩa như thế nào? Chúng ta hãy lắng nghe bài giảng của Thượng Tọa Nhất Đẳng, vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay, và sau đó sẽ là phần thảo luận của chư tăng. Bây giờ thì xin mời cô Nhật Quỳnh đọc cho chánh văn của bài học, sau đó xin cung thỉnh Thượng Tọa Nhật Đẳng giảng sư hôm nay sẽ thuyết giảng. Nam mô Phật Thầy. Dạ, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Tề Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Nguyên Sư, cảm ơn Quang Nguyệt và dạ, con tri ân sư cho con biết được tín hiệu. Con xin đọc phần chánh văn. Bài 55 thuộc tánh thuần tánh Kajabha Guñata và thuần tâm Chitta Bha Guñata. Trong những thuộc tánh tịnh hảo biến hành, hai thuộc tánh thuần tánh và thuần tâm tương đối khó hiểu trên phương diện vĩ mô, bởi vì nói đến thuần thục thì phải nói tới quá trình và lãnh vực chuyên biệt nào đó. Hơn là chỉ đơn thuần là tâm tịnh hảo thì luôn phải có trình độ thuần phục. Người học cần tự hỏi và tìm câu trả lời dựa trên nhiều khía cạnh khác nhau. Nói chính xác, thuần tánh, thuần tâm là gì? Thuần Bà Quỳnh Nha Tà chỉ cho sự trưởng thành, tinh luyện, chính chắn. Sự chính chắn ở đây được tạo nên bởi chất liệu xua tan những phân vân, thiếu tin tưởng, thiếu ổn định vì non nớt. Có thể lấy một thí dụ là một người có bản lãnh thật sự thì dù trong một hoàn cảnh xa lạ hay giải quyết một vấn đề mới lạ vẫn có phong độ chứng chạc của người có nội tâm. Thuần tánh, thuần tâm theo cách vĩ mô cũng như vật lý, tâm lý có mức độ khỏe khoắn, lành mạnh, đôi khi rất khó nhận diện nhưng có thể hình dung là tất cả tâm tịnh hảo. Điều sự vững chãi nhất định. Thí dụ như một người xuất hiện trước đám đông, nếu đó là người có khả năng, trình độ thì dù là hội chúng xa lạ thì vẫn có thần thái của một người tự tin. Tâm tịnh hảo không thể hiện hữu trong sự non nớt, dao động, nghi hoặc. Thuần tánh, thuần tâm theo cách nói, theo bình diện rộng. Trạng thái tinh luyện được Đức Phật đề cập trong nhiều trường hợp, rõ ràng nhất là hình con tướng mã của nhà vua. Dù là giống ngựa quý nhưng không được thuần hóa và huấn luyện thì không thể là tướng mã. Đức Phật kêu gọi chư tỳ kheo nên sống với tâm niệm từ rèn luyện bản thân. Không có tu luyện thì không có trưởng thành trong giáo pháp. Cả ba công đoạn của sự tu tập
là giới, định, tuệ đều cần được học tập và phát triển, chứ không nên hiểu là hoãn nhiên chứng đắc. Ngay cả trong cái luật, những học giới không được hiểu là điều răn mà là điều để học tập, xích kha bá đá. Trong thiền định, sự thuần phục cũng được xem biểu hiện của tinh niệm với khả năng xuất nhập từ tại các thiền chứng. Ngữ và nghĩa. Phật ngữ ba vườn nha ta từ Baguna cũng có nghĩa là sự thông thạo, hay học hiểu thấu đáo, có thể khiến người học lầm tưởng là một thứ trí tuệ. Trong ý nghĩa của hai thuộc tánh này, chỉ đơn thuần là thuần phục, thành thạo, quen thuộc. Thí dụ, một người giữ vai trò gì đó trong công ty có thể thấy thoải mái, lanh lẹ trong công việc chỉ vì quá quen thuộc, chứ không phải nhất thiết là do quá giỏi hay quá thông thái. Nên cẩn thận, thuần hóa có thể được hiểu trong hai giai đoạn, quá trình thuần phục và đã được thuần hóa. Trong ý nghĩa của hai thuộc tánh thuần tánh và thuần tâm, chỉ đơn giản là sự chín chắn, vững chãi, chứ không mang ý nghĩa là quá trình tôi luyện. Tất nhiên, sự vững chãi có nhiều trình độ, thứ bậc. Một em học sinh lớp 1 tiểu học, sau vài tháng đi học cũng có thể có sự thoải mái trong lớp do quen thuộc. Minh họa. Dạ, kính mời quý vị vào link của Nguyên Sinh đưa lên sẽ thấy được hai bản minh họa. Điều đã nói và điều sắp nói. Bài học trước là thuộc tánh, thích tánh. Thuộc tánh, thích tâm. Bài học tiếp theo sẽ là thuộc tánh, chánh tánh, thuộc tánh, chánh tâm. Và bản chánh nhân đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng tông rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Con kính nhân minh đến sư. Nam mô Bụt Thầy. Kính đảnh lễ thượng tọa thượng sư, lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Trước nhất thì xin được hỏi là quý Phật tử có nghe rõ ở trong thao thoát hay là trong Zoom không? Chúng tôi có nghe đại đức thực trì nói rằng mấy ngày trước trong Zoom không có nghe rõ, có vị nào nghe được thì quý vị cũng hiện cho chúng tôi biết. Chúng tôi cảm ơn quý vị. Vì quan hệ chờ chút cho một chút nha. Thưa quý vị, chúng ta vẫn còn nằm ở trong phần nói về các thuộc tính của tâm, và đặc biệt là thuộc tính tịnh hảo biến hành, gồm có 19 thuộc tính tịnh hảo biến hành. Và hôm nay chúng ta học ở phần số 6-7, hai thuộc tính. Đó là thuần tánh và thuần tâm. Cũng như là những cặp trước mà chúng ta vừa học qua, tánh ở đây là đề cập đến ba quẩn là thọ tưởng hành, và tâm ở đây chỉ là thức quẩn. Và nói cách khác đó là khi một cái tâm sinh ra là chỉ có hai, một là tâm, hai là các thuộc tánh. Thì cái vai trò của thuần tánh, thuần tâm là được áp dụng cả hai, đối với thuần tánh của tâm và đối với tâm.
Chữ thuần ở đây đó có nghĩa là thành thạo, quen thuộc, thuần thục. Và đây là một trong những cái khía cạnh khiến cho một trạng thái tâm trở nên thoải mái, hành động chính xác. Chúng ta có thể có nhiều cách nói khác nhau, như là một sự quen thuộc trưởng thành hay thuần thục. Chúng tôi đưa ra thí dụ như vậy là với một người mà chưa có quen vào phao thoát nghe đó, thì khi mà thời gian đầu mới vào đó, thì chúng ta có cái gọi là lộng cộng. Lộng cộng là cách log in to phao thoát như thế nào, làm sao để tắt cái hình của mình hiện ra, hoặc giả là chúng ta muốn liên lạc với người này kia mình làm sao. Giờ mình ở trong tình trạng lộng cộng, và tình trạng lộng cộng đó nó khác với cái tình trạng quen thuộc. Một khi mà chúng ta đã quen thuộc rồi đó, thì chúng ta trở nên thạo tai hay là thành thạo. Sự thành thạo này đó, nó không hẳn là một thứ trí tuệ, nó cũng không hẳn là một thứ tài năng, mà nó đơn thuần là tại vì quen làm. Quen làm. Chúng ta có nghe câu chuyện của học Tinh Khoa đó, nói về một danh sĩ đời nhà Tống, tên là Trần Nghiêu Tư. Ông này được ngoài cái chức phận còn là một người có tiếng là một xạ thủ bắn cung rất là giỏi. Có một lần ông đứng trong nhà đó, ông bắn những mũi tên vào trong cái hồng tâm, bắn 10 phát thì trúng hết, 8-9 phát như vậy đó. Thì có một ông lão bắn dầu đi ngang, đứng theo người bắn cung thì là xem, và cũng là cù, cũng như tán thưởng. Thì Trần Nghiêu Tư thấy ông lão mới hỏi rằng: ông có thấy ta bắn cung đúng nghĩa là một người thiện xạ không? Thì thật ra phải nói rằng Trần Nghiêu Tư là một viên quan mà giỏi về xạ tiễn, đã đứng từ xa vẫn bắn bắn như vậy là trình độ rất là cao. Thì ông lão có vẻ rất là thản nhiên. Ông lão nói rằng giỏi thì cũng không hẳn là giỏi của quen tay thôi. Thì Trần Nghiêu Tư nghe đổi nét mặt không có vui, tại vì xưa nay là ai mà thấy Trần Nghiêu Tư bắn cung tên thì rất là ngưỡng mộ, rất là hâm mộ, nhất là vào thời xưa. Thưa quý vị, ở trong cái chuyện mà bắn cung tên mà bắn thiền xạ đó là kể là khá lắm. Nhưng mà ông lão bắt đầu thấy được cái nét mặt của Trần Nghiêu Tư thì ông mới đặt cái đánh dầu xuống, và ông đã lấy ra một chai dầu và một chai không. Ở trên cái chai không đó ông để một cái đồng trinh, tức là đồng xu của mình, tức là đồng tiền mà nó có lỗ ở nhỏ hồi xưa. Lúc chúng tôi còn nhỏ xíu thì chúng tôi nhớ là hình như là mình vẫn còn xài cái đồng đó, có cái lỗ xỏ ở giữa. Thì cái miệng chai nó đã nhỏ rồi, mà lại thêm để đồng xu cái miệng nhỏ nữa. Và khi để như vậy thì ông mới cầm cái một chai dầu khác không rót qua. Thì tất cả dầu nó đều đi xuyên qua cái lỗ của đồng xu, đồng trinh đó, mà không có rớt ra bên ngoài chúng ta hết. Nói đổi mà Trần Nghiêu Tư cũng phải khâm phục. Thì ông lão nói rằng thật ra cũng phải giỏi và quen tay thôi. Cái điều mà chứ muốn nói tại đây đó là ở trong cái cuộc sống này có những điều chúng ta làm có nhiều khi là giỏi,
Nhưng mà rồi đôi khi nó cũng hẳn là thuộc về tài giỏi, mà là mình quá quen thuộc với điều gì đó. Dạ. Thì người khác thấy có thể là rất là giỏi, nhưng mà thật ra thì rất là quen. Chúng tôi lấy một ví dụ là quý vị thấy có những người làm công bếp đó, cái bà mấy cô đó, mà mới nhờ làm cái lễ trai tăng cúng dường cho chính vị sư, thì cũng chừng bỏ một buổi của cô bếp cũng xào qua nấu lại là có đủ thức ăn cho chính vị sư, rất là tươm tất. Thì giỏi thì mình cũng phải nói là giỏi, nhưng mà thưa quý vị, cái giỏi đó đó nó có một phần nó dựa trên cái gọi là làm quen rồi. Mình làm quen rồi thì mình đỡ phải làm dư, đỡ phải làm thiếu. Mình làm quen rồi mình không có làm quá mặn, không quá ngọt. Mình làm quen rồi thì mình làm không quá cứng, không quá mềm. Đại khái như vậy. Thì cái vừa phải đó là bữa ăn ngon. Và do quen tay. Thì cái chuyện mà chúng ta sống trong cuộc sống này, nó có những được làm đi làm lại, nó tạo nên cái sự, tạo nên gọi là sự thành thục, thuần thục, quen tay. Thì cái quen tay này đó, nó trở thành một cái gì xuất sắc. Ngày sinh ra, ngày dùng cái chữ gọi là lão luyện hay là tinh luyện, well trained. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng nó rất là khác biệt với cái trí tuệ của đời sống chúng ta. Một cái người có trí tuệ sáng suốt có thể là cái việc đó đó họ chưa từng làm, chưa từng quen. Nhưng mà do cái trí tuệ của họ đó, họ có thể giải quyết một cách rất là nhanh chóng. Nhưng cái người làm quen á, thì có thể là họ rất là giỏi trong công việc mà họ quen thuộc, mà họ lại không có giỏi ở trong cái việc mà họ không có từng trường làm. Thì ở đây đó, nó làm cho chúng ta hiểu thế nào là ý nghĩa của sự thuần thục. Nhưng mà nó lại có một vấn đề. Vấn đề đó hồi nãy Thượng tọa Tuệ Siêu có đề cập đến đó, là trên phương diện vĩ mô, chúng ta nói trong một sát na tâm và bất cứ tâm tình thảo nào, thì nó đều có hai cái thuộc tính mà chúng ta gọi là thuần tánh và thuần tâm. Vậy thì nếu như vậy, một tâm tình thảo nó thuần là thuần ở chỗ nào, ở một cái lĩnh vực nào, và nó được huấn luyện thế nào? Thì ở quý vị, chúng tôi có dùng một cái thí dụ là một người mà có trình độ và có được cái sự tương đối là có cái kinh nghiệm từng trải đó, thì cho dù họ dấn thân vào chỗ lạ, cho dù họ mới làm việc không quen làm, nhưng mà họ vẫn có cái thần thái. Dạ, họ có cái thần thái. Cái thần thái này đó, nó đến từ một cái góc cạnh gọi là chủ quan hơn là từ bên ngoài. Chính vì lấy một cái thí dụ ở trong kinh đó, có đề cập đến chuyện như vậy là một người họ sống là đời sống rất là lương thiện, đặc biệt là họ có giữ giới rất là trong sạch. Khi họ đi vào trong đám đông, trong hội chúng đó, do cái sự giới trong sạch, họ có cái lòng tự tin nhất định. Cái lòng tự tin này nó toát qua cái phong thái của họ. Họ không có rụt rè, không có sợ hãi. Họ không có một cái thái độ mà gọi là nhát gân. Thì cái này đó, nó là cái mà ngày nay người ta gọi là thần thái. Và cái thần thái là dấu hiệu của sự tinh luyện. Thì cái tâm cũng vậy, thưa quý vị. Một cái tâm mà không có nghi hoặc, cái tâm không có dao động, thì cái tâm này đó, nó có ở cái mà chúng ta gọi là sự giản dị. Nó có một cái giản dị ở đây, không có nhất thiết là bởi vì
cái công việc đó đã được làm nhiều, cái công việc đó đã trải qua, không phải như vậy. Nhưng mà dạng dĩ ở đây, ý chúng tôi muốn nói rằng, như chúng ta nghe ví dụ là một người mà dĩ ấy trong sạch thì đâu có chuyện gì đâu sợ hãi, và họ hoàn toàn tự tin về cái cuộc sống cá nhân của mình, họ có thể bước vào trong hội chúng với một cái thần thái rất là an nhiên, mặc dù đó là một hội chúng, đó là một đám đông mà thưa vị, nhiều người, đám đông xa lạ, đám đông họ không từng biết, nhưng mà họ có cái thần thái. Thì ở đây trên phương diện vĩ mô đó, tất cả những cái thuộc tánh và tâm, tức là nói chung cả bốn nhân quận, thọ tưởng hành thức đó, ở trong cái tâm, cái gọi là tâm tịnh hảo, thì đều có một cái cần một cái sự, một cái sự ổn định, một cái sự vững. Sự vững chãi thì nó có thể là một độ trưởng thành ở một cái cách thế nào đó, hay sự quen thuộc. Nhưng mà cái mà chúng ta biết rất rõ về cái thuần tánh, thuần tâm đó là một nội tâm không có dao động, không nghi hoặc, không có làm cho mình bối rối, mà chúng ta tạm lấy ví dụ như vậy để chúng là một người nghèo, họ đi chơi với bạn thì có lẽ là không ai bắt người đó phải bao, không ai bắt người đó phải trả tiền, nhưng mà bởi vì tiền bạc ở trong túi hạn chế quá, thật ra đi mà cũng nơm nớp, không biết là lỡ mình có chuyện gì mà mình không có tiền để chi tiêu thì mất mặt đi. Nhưng mà một cái người mà thực sự giàu có tiền, có đôi khi họ đi á, họ quên mang bóp theo, quên mang thẻ tín dụng theo, quên mang tiền. Nhưng mà tại vì họ là bốn người có nhiều tiền á, và ai cũng biết họ nhiều tiền, thì ra họ không bao giờ ngại. Trong trường hợp mà họ nói với mọi người khác, nói, ồ, tôi lỡ quên bóp rồi, có vị nào cho tôi mượn một vài ngàn đồng chẳng hạn. Thì họ nói một cách rất là ung dung, rất là an nhiên, rất là thoải mái, rất là tự nhiên, rất là tự nhiên, chứ không có cái sự khép nép, cái sự ngại ngùng, cái sự hổ thẹn mắc cỡ, ồ mình quên không mang tiền theo, hay là mình sợ người ta nói mình là nghèo, mình sợ thế này cái kia, để mình có đủ. Hay hoặc giả là ở trong cuộc sống của chúng ta, khi mà chúng ta sống, chúng ta có quen thuộc với cái lĩnh vực mà mình làm việc. Ví dụ như là một bác sĩ thì biết rõ công việc bác sĩ, một vị tu sĩ biết rõ công việc tu sĩ, một vị văn sĩ biết rõ công việc văn sĩ. Tuy rằng chúng ta không biết hết tất cả mọi thứ của đời sống, nhưng mà do chúng ta cũng có một cái nội hàm riêng của mình, chúng ta có một cái căn bản riêng của mình, mặc dù căn bản nó không phải là tất cả, nhưng mà do có sự căn bản đó thì chúng ta mạnh dạn, chúng ta vững chãi, tự tin, không có ngại ngùng, không có có vẻ khép nép e dè khi mà chúng ta tiếp xúc người khác. Ví dụ như bây giờ quý vị là một người rất là giỏi về công việc điều khiển cơ sở thương mại, và rất giỏi về việc đó. Rồi quý vị gặp một số người, họ nói chuyện thi ca thơ văn thì mình cũng biết chút chút chứ không biết nhiều, nhưng mà không vì đó mà mình hổ thẹn, không vì đó mà mình sợ người ta. Tại vì sao vậy? Và cái chuyện người ta thiếu biết về thơ văn là chuyện của người ta biết thơ văn, còn cái chuyện mà mình giỏi về công việc làm của mình thì mình giỏi công việc của mình. Mỗi người giỏi một chuyện chứ đâu có nhất thiết rằng mình nghĩ rằng mình không biết rồi người ta cười mình. Tại vì sao vậy? Mình đã có cái bốn lý và đã có căn bản sẵn. Thì cái gọi là thuần tánh và thuần tâm đó, nó tạo cho tâm lý của chúng ta có được một cái sự vững chãi. Sự vững chãi này do thành thạo, do thuần thục, nó là một thứ trưởng thành, mặc dù ở cái mức độ nào đó. Ví dụ như vậy, trên bình diện rộng đó thưa quý vị, thì cái
thuần tánh, thuần tâm này đó, có thể là nó không có trở thành một cái chi pháp như là những các dự tính niệm tạm quý mà chúng ta được nghe. Tuy nhiên, ở trong Phật giáo đó, thì ở trong kho tàng kinh điển Đạo Phật thì nói rất là nhiều về cái sự tôi luyện, và do sự tôi luyện này trở nên thuần thục. Lấy một ví dụ ở trong bài kinh, ở trong bài viết đó, chúng tôi có đưa ra hình ảnh mà Đức Phật dạy là một con ngựa mà đưa đến trước nhà vua đó, thì con ngựa nào gọi là được khéo huấn luyện thì nhà vua sẽ chọn con ngựa đó trở thành một con tuấn mã. Khéo huấn luyện ở đây tức là con ngựa đó nó là giống tốt đã đành rồi, nhưng mà nó được dạy, nó được huấn luyện đầy đủ. Chúng tôi thì chưa từng nuôi ngựa thì chúng tôi không có biết, nhưng mà bên Mỹ giới thưa quý vị, người ta có cái chuyện là cái con chó đó, người Việt Nam mình thường thường sinh con chó này về nuôi thôi, nhưng mà nhiều người Mỹ đó họ gửi đến trường hay họ thuê một người nào đó dạy, thì những cái người dạy cho con chó đó, một con chó nó được dạy nó khác với con chó không được dạy. Và ai nuôi chó rồi biết, con chó mà nó được dạy đó, người ta có thể nói cho nó nghe và nó làm nhiều việc. Do vậy có nhiều người chủ đó, tuy là họ nuôi chó nhưng mà rồi họ cũng phải nhờ người chuyên môn để dạy nó. Thì cái con ngựa cũng vậy. Và Đức Phật khen, Đức Phật khen là một cái trạng thái, một cái trình độ gọi là thuần hóa. Thuần hóa tức là một con ngựa thuộc cái giống tốt, nhưng mà nếu mà nó không được thuần hóa thì nó vẫn là con ngựa hoang, nó vẫn là một con ngựa trứng. Và con ngựa trứng, con ngựa hoang á, thì rất là khó điều khiển. Và thật ra những người làm chủ thì không muốn cởi con ngựa trứng mà nó không được huấn luyện đầy đủ. Chúng tôi có một vài lần nhìn những người mà họ dạy ngựa, bởi vì ngày xưa chúng tôi mới qua bên Mỹ ở chùa Pháp Vân ở California, ở Pomona đó, thì lúc đó cái vùng Pomona đó nó còn là một nơi tương đối là chúng tôi tạm gọi là ngoại ô của Los Angeles. Thì kế bên chùa, ngay kế bên chùa thưa quý vị, là một nhà đó họ nuôi ngựa. Lúc đó thì chúng tôi không thấy có đàn ông, mà chúng tôi thấy có hai cô người Mỹ của nuôi ngựa đó. Thì cái cách mà người ta nuôi ngựa, ví dụ dạy nó đi nước kiệu, dạy nó phóng qua những rào cản, dạy thế này thế kia đó, thì mình mới thấy rằng nó có công phu. Chứ nếu mà nó không được huấn luyện đấy, thì những con ngựa đó nó không được như vậy. Thành ra người ta nói là con ngựa thuần. Giống như Nguyễn Văn Trương hồi xưa có viết cái tác phẩm mà người đã thuần mời người hãy lên yên lên cương. Một con ngựa thuần đó là một dấu hiệu của sự thuần hóa. Và chúng nên nhớ một điều rằng Đức Phật khen điều đó. Khen điều đó là một người có học, một người có tu, và trong cái sự tu, sự học có chuyển hóa và có thành tựu. Về điểm này thì chúng tôi cũng phải nói thêm một cái khía cạnh là Phật giáo Đại Thừa đó, có đôi khi ngay trong cái hệ thống giáo lý đó có những cái quan niệm mà tương đối là đối chọi với nhau. Ví dụ như là có những quan niệm đó, thì cũng giống như Phật giáo truyền thống, là một người tu tập đó, là phải có học, phải có tu, phải có huấn luyện và phải có cái sự thành thạo ở trong đời sống tu hành. Nhưng mà chúng ta nhớ là Phật giáo Đại Thừa đó thì cũng có một cái khuynh hướng khác đó, là phá chấp
Và ngã chấp, pháp chấp. Và đặc biệt nổi bật nhất là Thiền Tông. Thiền Tông đôi khi nói rằng mỗi chúng ta là có một cái Phật tánh, hay là cái Bodhicitta, và một cái Phật tánh nó vốn có sẵn. Nó giống như một cái viên ngọc vậy đó. Mà viên ngọc đó nó bị vọng thức bao che. Tại là cái công việc của chúng ta không phải là tạo nên một viên ngọc, mà sao chúng ta lau chùi những cái bụi bặm bám bên ngoài để nó hiển lộ Phật tánh ra. Phật tánh vốn là cái gì có sẵn. Thành ra một cái con đường tu tập á, mà làm hiển lộ Phật tánh á, nó khác với một con đường tu tập một khuôn tu những cái thiền pháp như là tấn tấn niệm định huệ vân vân. Thành ra bên Phật giáo Đại thừa Thiền Tông có một cái chữ gọi là đốn giáo, và đốn giáo một cái cách mà dạy không có qua trường lớp, không qua kinh điển, không có bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền vân vân. Thì một cái tác phẩm rất là nổi tiếng ở tại Hoa Kỳ mà được người Mỹ họ rất là ưa chuộng, đó gọi là Beginner's Mind, tức là trở về với cái bản tâm nguyên sơ, trở về với bản tâm nguyên thơ, nguyên sơ, Beginner's Mind. Thì nói rằng cái tâm của chúng ta mà gọi là tốt mà ảo diệu, đó là cái tâm chưa có bị quấy nhiễm, bị tạp nhiễm. Thì điều này cũng không hẳn là hoàn toàn sai, nhưng mà nó như vậy là nhiều khi người ta chấp vào cái chuyện đó đó, người ta nghĩ rằng cái chuyện mà mình tu giống như là mình đi đào vàng vậy đó. Vàng ở trong sân nhà mình, ông bà cha mẹ có để giấu một cái, có chôn cất một cái thập, một cái lưu vàng ở đâu đó, xong đi tìm được lưu vàng đó. Trong lúc đó thì cái phương pháp tu tập đối ngược lại, họ gọi là tiệm tu. Một bên là đốn giáo, tức là đi tìm cái đã có sẵn của mình, tiệm tu tức là tu chậm bằng cách là quân tập, như là quân tu ba la mật hạnh, quân tu phước báo vô la vân vân, quân tu là sự thực tập. Thưa quý vị, về điểm này đó, có đôi lúc làm cho chúng ta có một cái cảm nhận rằng chúng ta không cần được huấn luyện, mà chúng ta chỉ cần tái khám phá cái thế giới nội tại, tức là có một công án nào đó mà mình khoát nhiên đại ngộ, và mình sẽ thấy được cái gọi là trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, tức là một cái gì đã có sẵn đó. Giống như chân lý là cái gì có sẵn rồi, một khi mình thấy một cái giọt nước rơi xuống, hay là giọt có khi mình thấy một chiếc lá vàng rơi, rồi bỗng nhiên trí tuệ nó bừng khởi, thấy vậy thôi. Và điều đó nó cũng là một cái ảnh hưởng rất lớn ở trong cái nhìn của nhiều người, và nó dẫn đến một cái tình trạng mà chúng tôi gọi là nằm chờ xung đột. Nằm chờ xung đột là có nhiều khi người ta nghĩ câu chuyện là có cái trái cây ở trên cây đó, rồi mình không chịu leo, không chịu hái, mà mình nằm ở dưới hả miệng ra chờ nó rụng rụng trúng một miệng mình được, nằm chờ xung đột. Có nhiều người thì không có không nghĩ rằng mình tu là mình cần phải được huấn luyện, mà đơn thuần là với một cái công án hay với sự khai thị gì đó, rồi bỗng nhiên mình khoát nhiên tỏ ngộ, và khoát nhiên đại ngộ, tức là tự nhiên phát huệ sáng ra. Thì không phải là ai tu cũng phải tìm kiếm hết. Và cũng có những trường hợp trong kinh có những vị nghe Đức Phật thuyết pháp và giác ngộ. Nhưng mà thưa quý vị, một điều mà nếu chúng ta đọc kỹ thì Đức Phật luôn luôn tán thán những vị tỳ kheo có được huấn luyện trong cái quy nghi tế hạnh, huấn luyện trong lời ăn tiếng nói, ở trong sự học hiểu giáo pháp, hành trì giáo pháp. Và cái sự huấn luyện đó nó là một cái quá trình dồi mài, cũng giống như là mình muốn học cái nghề hay học một cái môn gì đó, thì đúng với câu gọi là văn ôn võ luyện, chứ không phải là
bảo rằng tự nhiên mình mới vô do cái duyên gì đặc biệt gì đó, bỗng nhiên mình phát huệ ra, mình trở nên thành thạo liền, thì cái đó không có. Thật ra cái con đường giáo dục đó, nó luôn luôn là một cái nền tảng cho cái sự chuyển hóa con người trong đạo Phật. Mà khi mà chúng ta nói đến con đường giáo dục đó, tức là người đó phải học, phải áp dụng và phải tự chuyển hóa. Và chúng ta đừng bao giờ quên một điều rằng Đức Phật rất là khen về chuyện đó. Rất khen một người chịu khó tu tập, và từ sự tu tập đó trưởng thành giống như một con tuấn mã mà được huấn luyện vậy đó. Một cái loài ngựa mà giống rất là tốt. Chúng tôi thì không có rành về loài ngựa, nhưng chúng tôi biết rằng ở trong rừng, ở trong thiên nhiên hoang dã đó, nó có nhiều giống ngựa rất khỏe, rất tốt. Nhưng mà một con ngựa mà ngựa khoang để mà có thể trở thành một con tuấn mã đó, thì luôn luôn đòi hỏi một quá trình. Quá trình đó là sự huấn luyện. Bởi vì thưa quý vị, có nhiều phật tử làm điều này mà chúng tôi thấy rằng đôi khi nó cũng là cái điểm dở của Phật giáo, cộng đồng Phật giáo chúng ta, không phải là dở qua kinh điển mà dở qua cộng đồng của chúng ta đó. Đó là người Phật tử thì cúng dường rất dễ dàng để xây chùa, để đặt tượng, để đúc chuông, để làm cơ sở. Nhưng mà khi mà đụng tới cái chuyện gọi là giáo dục, đào tạo chư tăng ni đó, thì Phật tử ít lắm, dạ ít lắm. Ngay cả chúng tôi ở bên Mỹ đó, rất nhiều người Phật tử Việt Nam theo Tây Tạng đó, thì họ cúng tiền để giúp đỡ chư Tây Tạng á. Thưa quý vị, họ giúp đỡ với tính cách là làm từ thiện thôi. Họ thấy chư tăng sẽ mấy vị sẽ di dễ thương quá, nghèo quá thì họ giúp đỡ. Nhưng mà gọi là người Phật tử đó, mà gọi là có cái đầu tư lâu dài cho Phật Pháp đó, mà nghĩ đến giáo dục thì ít lắm. Đa phần đó là người Phật tử chúng ta kiểu giống như là cái người mà chỉ thích dùng cây tre mà không thích dưỡng măng, và không có đầu tư nhiều vào sự giáo dục. Thành ra những cái người mà mới vào tu để được học, để được đầu tư, được hướng dẫn thì mới ít. Cái này thì chúng ta cũng phải nói thật. Cái này chúng ta phải nói thật tình là người Phật tử cũng có chú trọng nhiều về để làm sao để ủng hộ cho sự giáo dục. Nghe nói đến làm chùa, nghe nói đến chuyện mua đất đai, nghe làm gì, bởi vì tại sao người ta đua nhau họ làm chùa? Bởi vì cái đó Phật tử họ cúng rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ gọi là để có một cái Phật học viện nuôi dưỡng chư tăng ni để học, để lên đó, thì chúng ta nghe nói vậy nhưng mà chúng ta không có phát tâm mạnh lắm. Lâu lắm á, thì lâu lắm á thì chúng ta mới nghe có một người, chúng tôi biết là có một người mà chúng tôi rất là quý, là không có chạy theo những cái vị cao tăng mà lại biết đầu tư để hỗ trợ cho các cái Phật học viện, cho những cái trường dạy sa di vân vân. Tại vì phải được đào tạo, phải được đào tạo. Không có đào tạo thì thật ra hồi xưa chúng ta có một câu, chỉ nói là ngọc bất cát bất thành khí, thì đúng rồi. Nhưng mà nhỏ lớn làm đại quý là cái câu đó là câu mỉa mai thôi. Không ai nhỏ học lớn làm đại quý. Chắc chắn là chúng ta phải có được cái sự đào tạo. Và trong Lục Tạng đó, nếu mà quý vị nói chuyện thì tội tội siêu đó, thì cái ví dụ như một vị tỳ kheo mà giữ 227 giới, Phật tử có 8 giới hay 5 giới, thì cái giới đó không phải điều răn nha. Giới đó không phải điều răn. Giống như 10 điều răn ở bên Kitô giáo thì do Thái giáo, Hồi giáo thì cái điều răn ở trong Cựu Ước không phải là dịch là điều răn là giới được. Mà chỉ giới trong Đạo Phật là Sikkha Padang. Hay là chúng ta từng nghe Sikkha Padang. Sikkha Padang. Sikkha Padang là một cái học giới. Học giới hay là ngày xưa Ngài Hộ Tông á, Ngài dịch chữ Sikkha Padang, Ngài dịch là điều học. Điều học mà có nghĩa là những cái gì đó mà mình chấp nhận thọ trì,
để từ đó nó chuyển hóa bản thân của mình. Nếu mà chúng ta đọc kỹ trong kinh Đặng ấy, thì cái con đường chuyển hóa bản thân là một con đường tu tập, một con đường đào luyện. Và trong sự đào luyện đó chúng ta thuần thục, ngay cả về, không phải về giới, về định, về tuệ cũng phải thường đi. Về định đó, mà quý vị nào mà nghe hay là đọc ở trong Thanh Tịnh Đạo đó, thì một ở trong những khía cạnh của tam muội định quán thiền chứng đó là sự thuần thục. Ví dụ thuần thục trong cái cách nhập thiền, thuần thục trong cách xuất thiền chẳng hạn. Và cái sự thuần thục tức là mình ban đầu mình tập rồi mình quen, rồi quen rồi nó trở nên hết sức là quen thuộc và có thể xuất nhập tự tại. Trong năm pháp thuần thục của thiền định đó, thì cái sự thuần thục đó nó cũng là một cái sự tinh luyện, một cái sự tinh luyện, chứ không có chứ không có đơn giản mình tu rồi mình nhập cái gì đó là cái là đi vào cái cảnh giới giống như sức hồn đi chỗ này kia chẳng hạn. Nhưng mà quả thực thiền định nó cũng là sự thuần thục, và ngay cả trí tuệ của mình, ngay cả trí tuệ, đôi khi chúng ta quan niệm rất hời hợt là mình tu đến mức độ nào đó mình phát huệ, hay là mình tu đến mức độ nào đó tự nhiên mình thành tựu chánh trí. Nhưng mà kỳ thật thì thưa quý vị, cái trí tuệ của người con Phật là nó có những nhân sanh trí tuệ, có cái phương pháp để tăng trưởng trí tuệ, và có một cách quán sát để có thể thắp sáng tuệ giác. Chứ không phải là mình nói trí tuệ rồi mình ngồi đó mình chờ, rồi có cái cơ may nào xảy ra rồi tự nhiên mình gọi là hên xui đó, cơ may xảy ra tự nhiên mình bật sáng ra, mình phát huệ ra. Chúng ta thường quan điểm như vậy, nhưng mà thật sự ở trong kinh có nói rất rõ. Bởi vì khi mà chúng ta đọc vào trong Thanh Tịnh Đạo và trong nhiều pháp khác, chúng ta mới thấy rằng trong pháp hành tứ niệm xứ, từ cái chỗ một người mà có thể thành tựu được chánh niệm, rồi từ chánh niệm có thể thấy được sanh diệt, rồi phân biệt được danh sắc, rồi có thể thấy được vô thường, vân vân, tất cả nó đều là trí huệ tuệ hết. Và ngay cả cái pháp mà chúng ta gọi là chánh tư niệm hay là khéo tác ý, thì cái yoniso manasikara nó cũng là một cái dạng của trí tuệ. Và ngài Chân Cha ngài cũng nói rằng xá tí là chánh niệm, nhưng mà sanh bát chánh giá đó là cái sự tỉnh táo, biết thấy rõ ràng. Thì nó cũng là một dạng của trí tuệ, trí tuệ từ niệm mà ra. Vì vậy khi mà chúng ta đọc ở trong Phật, ở trong kinh điển Phật giáo đó, có thể chúng ta thấy rõ ràng rằng dù là giới, dù định, dù tuệ, cái nào cũng là một nó cũng cần đến một cái quá trình tu luyện, tôi luyện, tinh luyện. Chứ không phải là mình nói rằng mình có tâm thành, mình cầu nguyện cho nhiều, hay là mình thọ trì pháp môn nào đó rồi từ từ những cái đó nó phát sinh. Và nó không phải như cái quan niệm thường chúng ta có đâu. Và đọc càng kỹ trong kinh điển Phật giáo đó, thì Đức Phật dạy về nhiều cái phương pháp để tự mình huấn luyện. Như là vài ngày trước, ngày mùng 1 năm nay, thì ngày 1 tháng Giêng thì chúng ta có nhắc lại một đoạn ở trong cái kinh Nhất Thiết Lộ Hoằng. Và Đức Phật ngài dạy rằng có thể diệt trừ phiền não, diệt trừ các lậu hoặc bằng cách né tránh, bằng cách thọ dụng, bằng cái sự nhẫn nại, bằng sự hiểu biết, vân vân. Thì nó có nhiều phương cách, và cái phương pháp để mà thực hiện, và thực hiện một cách bền bỉ, thực hiện một cách chân thành, thực hiện một cách triệt để đó, thì nó sẽ tạo nên một cái lợi thế của chúng ta nhiều lắm. Thì khi nào chúng ta học trong Thắng Pháp Abhidhamma, thì quý vị có đề cập đến một cái yếu tính mà nó chi phối đời sống chúng ta rất là nhiều. Cái yếu tính đó thỉnh thoảng quý vị cũng nghe tôi siêu nhắc định đó là cái thói quen hay là tập quán, hoặc giả là nói cho chính xác gọi là
thường thân y duyên, thì thường cận y duyên. Cái gì mà mình quen làm ở trong đạo Phật là thường nghiệp, nhưng mà cái quen làm đó nó khiến cho chúng ta trở nên thành thạo, và chúng ta thường đi theo cái hướng đó. Thật ra thì con người của chúng ta đó, đa phần trong cái cách cư xử, cách ứng xử, cái phản ứng của chúng ta đó, nó là một cái, nó là những cái sản phẩm hay là những cái phó sản của thói quen. Và cách mà chúng ta cười, cách mà chúng ta mắc cỡ, cách mà chúng ta giải quyết công việc của mình, nó đến từ thói quen rất là nhiều. Vì vậy chúng ta thấy trong cái căn tính con người đó, thì có những người làm thiện rất khó, mà có những người làm ác rất khó. Người mà có cái thói quen sống với thiện pháp thì rất khó làm ác, mà cái người làm ác thì rất khó làm thiện. Chúng tôi có thấy điểm này, thưa quý vị. Ở đây chúng tôi chỉ kể quý vị nghe thôi, chứ thật sự nó cũng phải là vấn đề phê bình gì. Có lần chúng tôi đi hành hương, đi hành hương và đến một cái nơi đó, một cái tu viện đó mà có cả gần cả 200 mấy chục vị sa di học trong đó, rất là ngoan, rất là tinh tấn tu học, nhưng mà cái chỗ rất là nghèo, ở tại Miến Điện rất là nghèo lắm. Thì chúng tôi phát tâm để có một ít cúng dường cho các vị, tại vì chúng tôi nghĩ rằng cái cơ duyên nó rất là hiếm, hiếm khi mình có thể có mặt, hiếm khi mình được cúng dường như vậy. Và cái sự cúng dường ở đây quả thật có ý nghĩa, là tại vì các vị này là những vị sa di đang đi học như vậy, nhưng mà rồi thì mình phát tâm cúng dường. Thì chúng tôi nói rằng có một vị tu sĩ cùng đi, và vị này khi mà cúng dường thì cúng cứ với sự cúng cho có lệ thôi, nhưng vị đó không có quan trọng. Vị đó cũng nói rằng ô mình còn xài nhiều chỗ, vân vân. Thì thật ra cái số tiền vị đó cúng rất là khiêm tốn, chúng tôi nói nó quá sức khiêm tốn đi. Nhưng mà đến khi nào vị này phải xài một cái chuyện khác để mua một món đồ khác mà nó không đáng gì, mà mua một số tiền lớn vì đã thích, thì vị sẵn sàng bỏ số tiền lớn. Thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng nó là do thói quen hết. Một người quen bố thí thì họ bố thí rất dễ dàng. Một người quen trì giới rất dễ dàng. Một người quen học hành thì họ học rất là dễ. Có nhiều người, thưa quý vị, họ giỏi một mặt nào đó nhưng học rất là khó. Thì tất cả là do thói quen hết. Cái thói quen nó khiến chúng ta cảm thấy dễ chịu, thuần thục. Thành ra chúng ta phải phân biệt. Và chúng ta phải phân biệt giữa cái sự thành thạo do thói quen và trí tuệ. Có đôi khi cái trí tuệ rất là xuất sắc, nhưng mà không có nghĩa là quen thuộc nha. Trí tuệ không nghĩa là quen thuộc. Nó rất là xuất sắc. Nhưng mà cái sự xuất sắc do thói quen á, nó lại là cái gì đó do mình thường làm, mình quen làm. Giống như câu chuyện ông lão bán dầu hồi nãy mà chúng tôi kể quý vị đó. Ông lão nó không nói chuyện đó phải chuyện hay, mà chỉ là quen tay. Thì nhiều khi mình thành thạo là do thói quen. Nhưng mà cái thói quen đó nó cũng có nhiều thói quen tốt. Thậm chí chúng tôi có nghe một vị sư nói rằng đời sống của một vị tu sĩ đó, mà gọi là khéo đó, là tạo nên những thói quen tốt để thay thế cho những thói quen xấu. Ở trong đời sống mình có nhiều thói quen. Chúng tôi lấy ví dụ như bây giờ quý Phật tử trước kia thì ít có muốn nghe pháp, bây giờ thì bỗng nhiên có ai có rủ quý vừa vô nghe pháp, nghe pháp ngày này qua ngày kia, lâu ngày cũng thành thói quen. Có vài Phật tử nói với chúng tôi rằng đôi khi các vị vào trong lớp Phật pháp của Gautama nghe pháp đó thì không thấy gì, nhưng mà nó bị trục trặc, hay là đi đâu vài ba ngày mà không được vào trong lớp để nghe pháp thì vì cảm thấy buồn, cảm thấy thiếu gì đó, rồi các vị phải tìm cách để vô nghe pháp, mặc dù lúc đang đi nghỉ hè với con cháu chẳng hạn.
Thì thứ gì, cái thói quen đó nó làm cho nó, cái thói quen nghe pháp, thói quen làm phước, cái thói quen ngay cả cái chuyện mà sự tha thứ, sự không cố chấp, sự không hẹp hòi, không có đố kỵ, nó cũng là một thứ thói quen đó. Cái người mà có cái thói quen hay tùy hỷ hay khoan hỷ với phước người khác đó, thì người đó là ít gần đầy. Mà cái người không có thói quen khoan hỷ người khác, thường là ngại làm việc gì mình cũng cố gắng mình dèm pha, hay là mình biếm nhẹ, hay là mỉa mai, tại vì mình ghét chỉ giết người đó hết. Đơn giản như vậy. Thành ra nó có những thói quen tốt và thay đổi theo cuộc sống. Và cái thói quen đó là ở trong tấm pháp gọi là thường thân y duyên, hay là còn trước kia người ta sử dụng chữ là thường cận y duyên, là cái gì quen làm. Và cái quen làm đó nó cũng đạt đến chỗ thuần thục. Nhưng mà chúng tôi được biết một điều này thôi, là ở trong cuộc sống này, đa phần chúng ta mới bước vào trong một công việc gì chúng ta cũng bỡ ngỡ hết. Nhưng một khi đã quen rồi thì mình cảm thấy tự tại lắm. Chúng tôi thưa quý vị rằng chúng tôi đã đi Ấn Độ hơn 60 lần. Chúng tôi được có một cái một điểm là thật ra Ấn Độ đối với chúng tôi trở nên thân quen. Chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy là khó chịu hay là cảm thấy lo sợ ngại ngùng. Bỗng nhiên nó đi Ấn Độ thì cứ đi Ấn Độ thôi. Dạ, chúng tôi cảm thấy thoải mái, dù là có khi bên đó trời nắng trời mưa, gặp có khó khăn này khó khăn khác, kể cả thực phẩm vân vân, nhưng mà đã quen rồi. Và cái gì quen rồi thì nó khiến cho chúng ta cảm thấy thoải mái trong thế giới đó. Giống như là một điểm mà sau này lớn lên thì chúng tôi mới nhận ra, có lẽ là ở trong kiếp quá khứ từ đầu từ siêu và chúng tôi cũng có cái thói quen với học Kinh Tạng. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ, lúc chúng tôi có mười mấy tuổi thôi, mà học ở Trung Bộ Kinh, lúc đó chúng tôi rất thích Trung Bộ Kinh lắm. Mà ngày xưa sách là khó tìm lắm, thưa quý vị, sư trưởng thưởng cho từ tội từ siêu và chúng tôi được cũng Trung Bộ Kinh, trời ơi, mừng lắm, và đọc nhai ngấu nghiến rất là thích. Nhưng mà sau này từ lớn lên chúng tôi mới hiểu rằng có nhiều vị sư ở chùa cả mấy mươi năm chứ không thích đọc kinh trong chánh tạng. Đọc chuyện cổ tích thì được, đọc mấy quyển sách biết thì được, nhưng mà đụng tới chánh tạng mấy vị này không thích. Thì chúng tôi đoán là chắc cũng có cái duyên trong kiếp trước, tại vì hồi nhỏ rất là thích gì đó. Nó cũng lạ lắm, mỗi người có một cái thói quen, nhưng mà về hãy mình quen thuộc cái gì đó thì mình cảm thấy thoải mái ở trong thế giới đó. Và mình cảm thấy thoải mái. Người Mỹ họ có cái câu mà họ nói make yourself at home hay là feel at home, tức là mình cảm thấy đây là một cái thế giới thân quen, giống như nhà của mình vậy đó. Ở đâu đó thì mình cảm thấy con người mình nó tự tại, nó dễ chịu ở trong thế giới đó. Thành ra cái gọi là thuần tánh và thuần tâm đó, nó lại là một cái đức. Nếu chúng ta chữ đức ở đây trong đạo đức kinh đó, cái đức của đạo đó là cái đức, hay là nó là một cái tố chất. Và trong cái sự tu tập thì chúng ta phải tâm niệm rằng từ cái chuyện học pháp đến chuyện thực hành, ngay cả chuyện thân cận hoặc giả là tu thiền, hãy một khi đã quen rồi thì thoải mái. Có nhiều vị để với chúng tôi như vậy rằng ban đầu nghe đi hành thiền 10 ngày á, sợ lắm, và rất là sợ. Mình ngồi thiền một giờ thấy cũng ngắn rồi, chứ chỉ 10 ngày. Nhưng mà khi vào trường thiền được vài ba ngày rồi có tự tin. Tự tin. Và cái tự tin đó về sau này bị này nó thay đổi hồi nào không hay. Về sau này còn đi tìm cái chỗ đi tu thiền nữa, không ai hối thúc, không ai khuyến khích, mà tự đi tìm nữa, tại mình thích hành thiền. Cũng giống như là quý Phật tử mà lần đầu mới vào rung rung nghe Chư Tăng giảng dạy hay nói chuyện về Trung Bộ Kinh hay là về Thắng Pháp, quý vị nghe thật sự nghe cũng mệt, chúng tôi cũng biết chuyện đó. Nhưng mà vào nghe rất quen rồi thì chúng ta càng quen, chúng ta càng thấy thoải mái. Thoải mái giống như là ngày từ sự gọi là trẻ tre rồi, trẻ qua được cái mắt rồi đó, thì cái phần sau đi nhanh. Thì ban đầu chúng ta chưa quen, chúng ta ngỡ ngàng,
Rồi không biết sao, nhưng mà hãy cho phép chúng ta có cơ hội để chuyển hóa, cho phép chúng ta cơ hội để tạo nên những thói quen mới tốt hơn, và cho phép chúng ta có cái thời gian để thuần thục, để trưởng thành, để khiến nó trở thành một cái nếp ở trong cuộc sống. Và một khi nó đã trở thành một cái nếp, một thói quen rồi đó, thì thưa quý vị, chúng ta thật sự là tự tại, thật là thoải mái để xuất, để nhập, để đến, để đi, và những điều đó đã trở thành một phần của đời sống. Thì chúng tôi cũng xin nói lại trong cái ý nghĩa chữ ngữ và nghĩa là cái chữ mà Bhakkhuna có nhiều khi ở trong kinh có nghĩa là một cái sự thông thái hay là thông hiểu. Chúng ta có thể tưởng lầm đó là trí tuệ, nhưng Bhakkhuna ở đây là không có nghĩa như vậy. Bhakkhuna ở đây có nghĩa là một cái sự thuần thục, thành thạo. Chữ thành thạo là chữ gần nhất. Thành thạo không nhất là trí tuệ nhé. Chúng tôi nói rằng một cái người mà có thể rót dầu xuyên qua cái đồng xu ten, một cái đồng ten mà có lỗ nhỏ đó, cái lỗ rất nhỏ mà rót dầu qua, cái đó chúng ta không tính là trí tuệ, nhưng mà chúng ta tính là một sự thành thạo. Và sự thành thạo là đúng cái nghĩa của chữ thuần, và thuần tánh và thuần tâm ở tại đây. Thì quý vị, chúng tôi xin kết thúc bài thắng pháp đã ở đây, và xin được hỏi là không biết thượng tọa, từ siêu thượng tọa có ở trước máy và thượng tọa nghe được không? Nếu thượng tọa từ siêu nghe được, kính định thượng tọa Hoa Kỳ giảng cho phần sau, và cũng có thể chúng ta có những câu luận một lần nữa. Sa thú thấy thượng tọa từ siêu rồi, kính cung kính thượng tọa. Nam mô Bổn Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng chúng. Kính bạch Thượng Tôn Đức, kính thưa quý vị. Khi chúng ta nói đến những cái tục tập để phối hợp tương ứng với tâm, tạo ra một cái sát na tâm, thì chúng ta phải hiểu ý nghĩa qua cái khía cạnh gọi là paramattha, tức là khía cạnh siêu lý hay khía cạnh chân đế. Còn nếu mà chúng ta hiểu theo khía cạnh thưởng thức thì chúng ta chỉ nói được trên phương diện đơn lập của chi pháp đó, và không thể nào mà nếu mà chúng ta giảng theo thưởng thức thì nó không thể nào mà đi gặp chung với một cái những cái thuộc tánh khác. Và hơn nữa là chúng ta khó có thể giải thích, giải quyết được. Thí dụ như khi chúng ta nói đến thuần tánh, thuần tâm, nếu mà chúng ta chỉ nói ý nghĩa thưởng thức, tức là một cái sự thuần thục, một cái sự quen thuộc, một cái sự thành thạo, thì bây giờ chúng ta đặt vấn đề tâm tình hảo, trong đó nó gồm có ba loại tâm, tức là tâm thiện,
tâm quả và tâm tốt. Tâm tốt tình hảo luôn luôn là những tâm tình hảo sanh được cơ tánh của vị A-la-hán, như tám tâm đại tố, năm tố sắc giới và bốn tố vô sắc giới. Và tâm quả tịnh hảo thì có tám tâm đại quả hay là tâm quả diệu biến hữu nhân, năm quả sắc giới, năm quả vô sắc giới và 20 tâm quả sơ thế. Thì nói về cái tâm quả hiện thế chỉ là những cái tâm làm việc hồn kiếp sau khi đã là việc tục sinh. Cái sát na đầu tiên trong kiếp sống mới này, sát na hồn kiếp thì ngay khi mà tâm quả, cái tâm hồn kiếp, tâm hữu phần pháp quan giác mà nó khởi lên thì ở trong đó có cái thuộc tánh, thuộc thân, thuộc tâm. Và cái tâm hồn kiếp chỉ là một cái tâm chặn lại, bởi vì nó thuộc về quả di thuộc của cái nghiệp thiện ở quá khứ, hoặc là nghiệp thiện dục giới, hoặc là nghiệp thiện sắc giới, vô sắc giới. Và lúc bây giờ chúng ta không thể nói một cách đơn giản đó là cái thuần tánh thuần tâm là một cái sự thuần thục, sự điêu luyện. Chúng ta không có thể dùng những cái từ đó để mà chúng ta giải thích được. Ở đây chúng ta trở lại với cái nghĩa nguyên nguyên của nó. Hai thuộc tánh này nó làm cho các cái tâm sở đồng sanh, nó trợ cho các tâm sở đồng sanh. Có cái sự nhường nhuyễn ở trong cái phần, trong cái sự biến cảnh. Chúng ta có lấy thí dụ những cái thuộc tánh thì cũng giống như là người ta nấu cháo muốn cho nó mau nhừ, người ta bỏ một chút tiêu mặn vào thì cháo nó mau nhừ lắm thưa quý vị. Thì cái chất tiêu mặn đó, cái chất thuốc tiêu mặn đó, nó làm cho những hạt gạo khi mà gặp nước sôi thì nó nở bung ra, nó mau nhừ. Như thế nào thì ở đây thì cái tâm tịnh hảo luôn luôn nó có cái thuộc tánh thuần, thuộc thân, thuộc tâm, hay là tâm sở ở thuộc tánh, thuộc tâm. Chúng tôi thì
nó quen miệng đi. Cho nên chúng tôi nếu mà xài cái từ gọi là những thuộc tánh thì chúng ta thì chúng tôi xài là thuần thuần thân Kayapa Gunyata, thuần tâm Vitapa Gunyata. Còn nếu mà chúng ta muốn xài cái chữ thuần tánh thì chúng ta không xài chữ thuộc tánh mà chúng ta xài tâm sở Chetasika. Vì nếu mà thuần tánh, nếu thuộc tánh thuần tánh thì nghe nó bị điệp ngữ thì nó khó hiểu thôi quý vị. Thì ở đây những cái tâm sở này, những cái tâm sở tình hỏi biến hành, nó có một vai trò là sự có mặt của nó sẽ trợ cho các cái tâm sở đồng sanh. Nó được ảnh hưởng theo, nó được ảnh hưởng theo. Ở trong vật lý nó còn có những cái hóa chất, mà những cái hóa chất đó khi mà các cái vật gì, cái hạt gì khi bỏ vào trong khu hóa chất đó thì nó sẽ trở nên mềm hay là nó trở nên nhừ, nó không có trạng thái thô thiển, cứng nhắc, thì chúng tôi cho rằng là những cái hóa chất mà để làm cho những cái vật được ngâm trong đó mà khiến cho nó mềm, cho nó nhừ, thì đó cũng giống như những cái hóa chất đó cũng ví dụ giống như là những cái thuộc tánh mà thuộc về tịnh khinh du thích thuần, thích thuần chánh niệm. Ở mỗi một cái tâm sở nó có cái đặc tính riêng, và cái đặc tính riêng đó đó là một cái thành tố ở trong một cái sắc đa tâm. Có cái thành tố đó rồi thì cái tâm này mới trở thành một cái tâm tình hảo tốt đẹp được. Và cái tâm tình hảo đó khi đã hình thành rồi thì tùy, nếu tâm tình hảo đó mà nó còn tạo ra cái quả gì thuộc đó, thì tâm tình hảo này nó thuộc về thiện của xá lát. Còn cái tâm tình hảo này nó đơn thuần chỉ là tâm tình hảo tốt đẹp nhưng mà nó phi quả phi nhân, thì đó chúng ta gọi là cái tâm tốt kiriya. Và những cái tâm tình hảo nào mà nó được
thành tựu được kết quả do một cái nhân thiện ở trong quá khứ, thì đó được gọi là tâm quả tình hảo. Rồi từ cái chỗ này chúng ta mới bắt đầu nói đến cái ý nghĩa thưởng thức khi mà chúng ta tu tập. Chúng ta biết rằng là đối với sắc pháp thì nó có ba cái thứ sắc, là khinh tánh, du tánh và thích tánh. Lahuta, Buddhuta, Kamayata. Thì ba cái sắc pháp đó đó nó sẽ tạo ra một cái sắc tâm hành động tốt, hay là nó tạo ra một cái loại sắc vật thực tốt mà chúng ta gọi là sắc đặc, sắc tâm đặc biệt, hoặc là sắc từ đặc biệt hay sắc quý tiếng đặc biệt. Sắc ta đặc biệt tức là thí dụ như trong cái lời nói, âm thanh nó được trong trẻo, được uyển chuyển, nhẹ nhàng, cái lời nói nghe như là mềm mại, uyển chuyển và nó thích nghi, nó không có phải là mệt mỏi. Hoặc là khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, cái sắc tâm hành động đó mà nó có cái khinh tánh, vô tánh và thích tánh, thì nó sẽ làm cho cái bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển, không có nặng nề như là cái người đau bệnh mới hết. Lúc đứng không có run rẩy, lúc nằm nó không có cái trạng thái nặng nề, cái trạng thái quế quái. Thì như vậy đó là do ba cái. Còn nói về danh pháp đó, thì nó có sáu cái loại đặc tính mà chúng ta gọi là thuộc tánh, sáu cặp thuộc tánh là tịnh, khinh, nhu, thích, thuần, chánh. Tịnh ở đây là tịnh tánh, tịnh tâm, khinh tánh, khinh tâm, nhu tánh, nhu tâm. Thích tánh, thích tâm, thuần tánh, thuần tâm và chánh tánh, chánh tâm. Chữ tánh ở đây thì chúng ta phải hiểu là ba cái, ba quẩn tâm sở, tức là thọ quẩn, tưởng quẩn và hành quẩn. Thì sắc pháp chỉ có ba, có ba cái sắc, sắc tánh đặc biệt. Còn tâm pháp thì nó tới sáu. Cái tính chất đặc biệt để làm cho trở thành cái tâm tịnh hảo. Và khi mà tu tập thì dựa vào những cái đặc tính này
chúng ta mới đem ra chúng ta tu tập rèn luyện để chúng ta có được những cái trạng thái tốt. Thí dụ như tịnh thân tịnh tâm đơn thuần, cái hai cái thuộc tính này nó làm cho cái tâm tâm sở đồng sanh được yên lặng, nó không có nông nổi như là tâm bất thiện. Thì khi mà lấy đem ra để mà tu tập thì nó trở thành tịnh giác chi, bát sát thí, sâm bích trần giác. Còn cái khinh thân khinh tâm đơn thuần nó chỉ làm cho các cái pháp đồng sanh trong sát na tâm, các danh pháp, các kinh quẩn đồng sanh nó được nhẹ nhàng. Thì khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta lấy cái đức, cái đặc tính đó mà chúng ta tu tập để trở thành cái người tự tại, không có bị tham chấp, không có làm cho, bởi vì mình hãy chấp thủ cái nào á, mình chấp thủ về tài sản, về con cái, về người thân, thì khi đó chúng ta nặng nề giống như là đi mà có cột đá treo chân vậy đó. Còn khi mà chúng ta tu tập đến cái mức độ mà gọi là tự tại thì ở đây chúng ta sẽ được nhẹ nhàng, vân vân. Thì vậy cũng như trong cái thuần tánh, thuần tâm, ý nghĩa theo thắng pháp hay là theo Paramattha thì nó chỉ đơn thuần là cái tố chất để làm cho các pháp đồng sanh nó có một cái, nó được thể hiện một cái sự thuần thục điêu luyện ở trong cái vấn đề biết cảnh. Nhưng mà đến khi mà chúng ta lấy ra mà chúng ta tu tập cái những đạo tánh đó, thì đương nhiên là bên ngoài chúng ta làm việc gì chúng ta phải điêu luyện nó mới thuần được. Thí dụ như tại sao có những người họ viết nhanh, họ viết chữ nhanh và viết vẫn đẹp, hoặc là những người họ viết thư pháp tay chân của họ uyển chuyển và họ nét nào, họ ấn mạnh cây bút xuống thì nó đậm, nó to. Rồi đến khi mà họ vuốt lên thì họ dở cái bút lên vừa phải để cái đuôi của cái ngọn bút đó, nó vuốt mực nhọn lên. Do đó cho nên cái chữ thư pháp chúng ta nhìn thấy nó rất là uyển chuyển. Đó là do cái sự thuần thục điêu luyện, mà cái này phải tập. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải hiểu ở trong cái cuộc sống đời thường của chúng ta đó, khi mà chúng ta muốn thuần thục ở trong cái chữ viết, hay là chúng ta muốn thuần thục ở trong nghề nghiệp, thì cái sự thuần thục đó phải do chúng ta luyện tập. Thí dụ như pháp sư
là phải lúc ban đầu là phải tập nghe người khác thuyết, nghe pháp cho nhường tai, rồi tập nói pháp cho nhường miệng, tập suy nghĩ pháp cho nhường ý. Khi mà đã dừng nhuyễn rồi thì lúc bây giờ mới thuần thục được ở trong cái việc mà thuyết pháp, mới tự tại được, không có trở ngại cái gì. Thì cái đó là chúng ta phải luyện tập cái gì cũng bị. Khi mà làm việc chung với những ông thợ hồ, để thưa quý vị, những ông thợ mà thổi, khi vào tay họ cầm cái bai hồ, là họ chỉ vuốt nhẹ, hay là cái chỗ nào mà nó không được thẳng, không được trơn láng, khi vữa hồ không được trơn láng thì chúng ta chỉ vuốt nhẹ thôi là láng. Nhưng mà mình người thường cầm cái bai lên, mình rất là lồng cộng. Khi mà mình cầm cái bai, mình vuốt lên mặt hồ, mặt tường á, nó còn ướt vậy thì nó sẽ sần sùi, hoặc là nó sẽ bong tróc lên. Cái đó là do đâu? Do cái sự thuần thục. Họ làm hoài mỗi ngày. Thì như vậy á, cái sự thuần thục điêu luyện ở trong pháp, trong sự tu tập cũng như trong cái nghề nghiệp, thì cái sự thuần thục đó phải do cái sự rèn luyện thường xuyên. Còn như mà nói đến cái thuần tánh và thuần tâm ở trong cái sắc na tâm tịnh hảo, thì chúng ta chỉ biết đơn thuần đó là những cái tính chất để làm cho tâm pháp đồng sanh nó được thuần ở trong cái việc biết cảnh, không có trở ngại trong cái việc biết cảnh. Như vậy đơn giản thì chúng ta phải hiểu cả hai cách. Có hiểu như vậy đó, thì khi mà chúng ta học thắng pháp, chúng ta vừa có thể hiểu được cái tinh nghĩa của thắng pháp, chúng ta vừa áp dụng được trong cái đời sống tu tập của chúng ta, cũng như trong cái đời sống sinh hoạt thường ngày của chúng ta ở nghề nghiệp vân vân. Thì chúng tôi hy vọng rằng vài lời chia sẻ thêm như vậy sẽ giúp cho quý vị có thể hiểu được bài học ngày hôm nay. Thì khi nãy thưa quý vị, Thượng Tọa Giác Đẳng đã nói ở cái khía cạnh cái vấn đề thuần thục ở trong cái đời sống bình dân của chúng ta áp dụng. Còn ở đây chúng ta chia sẻ thì chúng ta nói thêm ở cái khía cạnh ở bên trong. Cho nên ở đây trong cả hai cái trường hợp này là quý vị học viên chúng ta cần phải thu thập hết. Bây giờ thì chắc có lẽ là Thượng Tọa Giác Đẳng đã có những cái câu hỏi thảo luận, nên xin được cung thỉnh Thượng Tọa trở lại Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú kính chúc Thượng Tọa Thầy Siêu. Bạch Thượng Tọa Thầy Siêu xin được hỏi Thượng Tọa một câu thôi, rồi để Thượng Tọa đi nghỉ. Bạch Thượng Tọa Thầy Siêu, mình biết rằng khi những cái đức tánh, những cái thiện pháp mình trở thành thói quen thì nó có cái tốt của nó. Nhưng mà ví dụ mình bố thí bằng thói quen ấy, nó có tốt hơn là do sự phát tâm bất ngờ không? Hay là mình thấy ở các quốc gia Phật giáo
người ta đi xuất gia do phong tục, nhìn thì rất là thuần, nhưng mà xuất gia cho phong tục nó có tốt hơn là cái người mà không biết đạo rồi bị biết đạo tự nhiên phát tâm xuất gia không? Thì xin Thượng Tọa hoan hỷ chia sẻ một vài cái suy nghĩ và cái ý kiến của Thượng Tọa về điểm này. Kính thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Phật Thầy, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử. Luận về pháp mà chúng ta luận qua bằng cái ngôn ngữ nó cũng khó lắm thưa quý vị. Có đôi khi nó gặp một cái rắc rối, cho nên chúng ta cần phải hết sức tác ý, chú ý. Thí dụ như trong cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu, làm thiện bằng thói quen có tốt chăng? Thì thưa quý vị, thế nào là làm thiện bằng cái thói quen? Bởi vì ở đây chúng ta có thể hiểu nhiều nghĩa trong cái chữ mà làm thiện bằng cái thói quen. Nếu mà làm thiện bằng cái thói quen á, do vì họ đã có một cái tập quán trước đây để làm, khi mà thấy người ta xin thì cho, thấy người ta xin thì cho theo cái thói quen thôi. Nhưng mà cái đó có đôi khi lại là không tốt. Vì sao vậy? Là một thói quen là không có ý thức, không có sự nhận thức bằng trí tuệ, chỉ là một thói quen mà chúng ta gọi là bản năng. Thì trong trường hợp này là không tốt. Nhưng mà trong cái nghĩa thứ hai đó, làm thiện bằng cái thói quen, tức là trong cái nghĩa là đã thuần thục trong thiện pháp, trở thành cái thường cận y duyên ở trong thiện pháp, thì cái thói quen đó là tốt. Thí dụ như một người mà mỗi một ngày họ có thói quen là phải đến cái giờ đó là phải hành thiền, hoặc là như ở bên Tích Lan có một vị vua đó có một cái thói quen sáng là phải ngồi chờ đặt bát với chư tăng rồi mới đi đến hoàng cung để mà kiến với các quan lo cái việc quốc sự. Thói quen đó, thì cái thói quen này là tốt, là vì nó trở thành cái thường cận y duyên, sanh khởi tâm thiện rất là dễ dàng. Thì ở đây chúng ta chỉ nói hai cái ý nghĩa là làm thiện mà thói quen. Thì ở đây đó, hỏi rằng làm thiện bằng cái thói quen có tốt hay không, thì chúng ta nói nếu hiểu một cái ý nghĩa này thì tốt, mà hiểu theo ý nghĩa kia thì nó là không tốt. Ý nghĩa làm thiện bằng cái thói quen mà tốt đó, có nghĩa là
chúng ta đã nhuần nhuyễn trong cái việc làm phước, trong cái việc tu tập, cho nên cái tâm thiện sinh khởi không khó khăn lắm. Thì như vậy cái thói quen làm thiện đó, cái đó là tốt. Còn nếu như làm chỉ làm theo cái thói quen thôi chứ không có sự ý thức, tức là không có cái sự suy nghĩ trước khi làm, đang khi làm và sau khi làm, mà chỉ làm bằng cái thói quen tự nhiên, thì trong trường hợp này nó không tốt lắm. Không phải là không tốt ở đây là bất thiện, nó cũng là thiện, nhưng mà chúng tôi nói không tốt ở đây làm thiện mà thói quen mà không tốt ở đây đó, tức là nó không tốt lắm, hoặc giả là nó chưa được tốt, nó chưa được tốt. Chúng ta phải có hai cái ý nghĩa đó, chứ chúng ta không thể nào nói theo một chiều là làm thiện bằng cái thói quen là tốt, có thói quen làm thiện là tốt, hay là chúng ta nói là làm thiện bằng thói quen là không tốt. Nếu mà chúng ta nói theo một chiều như vậy thì chúng ta bị sắc. Ở đây là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi thảo luận số 1 mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú kính trưng Thượng Tọa Tuệ Siêu, thỉnh Thượng Tọa đi nghỉ. Thượng Tọa Tư Nguyên ấy, Thượng Tọa có ở trước máy và Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tư Nguyên đang ở trước máy, xin Thượng Tọa khoan nghỉ trả lời cho câu thảo luận số 2. Dạ, Thượng Quyền thường đó, người ta nói là mình tu tập và mình muốn được tinh luyện, mình muốn được thuần thục đó, thì mình phải đi sâu, đi sát và thường xuyên với cái pháp đó. Ví dụ muốn học thắng pháp, muốn học giỏi, mình phải ôn luyện thắng pháp nhiều, hay là muốn học luật, mình phải ôn luyện nhiều. Nhưng mà cũng có những người họ có quan niệm rằng ở trong sự tu học mà mình có vẻ là mình dành nhiều thì giờ quá cho một pháp nào đó thì mình dễ bị dính vướng mắc, thì cái quan niệm có xác đáng không? Xin cái tỉnh thì đổi tư quyền. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai, giới giờ thôi để chúng nghe rõ. Nhà cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng, kính lễ đến sư phụ Từ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện, thân chào đến quý thân nữ cùng chư phụ tử. Về kinh bạch Thượng Tọa, có thể nói rằng nếu như đến sự thường thụ trong pháp học hay là pháp hành thì mới có thể tạo nên vậy, thì có thể tạo nên nhiều cái vướng mắc không? Thì ở đây nếu như mà chúng ta chưa được thường thục thì chúng ta mới bị vướng mắc, còn nếu chúng ta thường thục thì ở đó chúng ta pháp học và pháp hành thì chúng ta cũng có thể là vượt qua được. Một mặt khác, nếu như mà một người mà có sự tu tập mà không phải chúng ta tu là chúng ta học nhiều quá thì nó cũng không nên, nhưng điều mà không học không biết gì hết thì nó quá là chúng ta không hiểu gì một cách rõ ràng. Cho nên ví dụ như ở đó, trước khi chúng ta hành thì chúng ta phải cần phải nắm bắt một yếu lý căn bản, yếu lý căn bản theo cái duyên của mình thôi. Chứ còn nếu như trường hợp mà để mà chúng ta thường thuộc pháp hành rồi chúng ta đi vào pháp học xong chúng ta mới đi vào phước pháp hành thì nói như vậy thì cũng rất là khó cho sự tu tập của chính mình. Bởi vì quả thật như vậy, nếu mà chúng ta dành hết cái thời gian cho cái chuyện mà cứ nếu tìm hiểu cái pháp môn này, cái sự thực hành kia thì nó rất là loạn tâm cho chúng ta, và cũng là nó mất đi một cái
cái sự vững niềm tin ở trong cái pháp môn thực hành của mình. Cho nên vì vậy chúng ta thọ trì một cách đúng đắn rồi thì chúng ta cứ cố gắng mà chúng ta tiến tu. Rồi thì ở đó như đã nói, tức là mình cũng phải có một vững một cách căn bản về một cái hiểu biết về pháp học. Thì có thể nói rằng những cái điều đó nó sẽ tạo cho ta một cái vững chãi, một cái căn bản, một cái tự tin, một cách chắn để chúng ta thực hành có cái giá trị, có cái kết quả tốt đẹp. Chứ thường thì có một số người nói rằng là người đi theo pháp học thì không có pháp hành, mà người đi theo pháp hành thì không có pháp học. Thì cái điều này chúng ta cũng có nên suy nghĩ lại một chút. Quả thật thì cũng như là người đi theo pháp học thì đi theo pháp học một cách căn bản. Chứ nếu như chúng ta cứ cái gì chúng ta cũng dựa trên cái pháp học không thì cái điều này thì nó cũng nói là một thứ, chúng ta cũng mất đi một cái sự thực nghiệm mà chính Đức Phật đã nói. Dù thiếu nói nhiều kinh điển nhưng dễ vui không hành, như kẻ chăn bồ người vô phần sa môn hạnh, là như vậy đó. Cũng vậy, nếu mà người đọc nhiều, hiểu nhiều, biết nhiều nhưng không thực hành thì thường thường chúng ta nó như muốn ở trong nồi canh. Nhưng ngược lại, nếu như chúng ta không hiểu, không học gì trơn, hay chúng ta không biết gì trơn mà chúng ta thực hành, thì điều này nó làm mất đi cái thời gian, thì chắc chắn là không bao giờ có hiệu suất cao cả, không bao giờ có một cái sự thành tựu tốt đẹp. Mà chúng ta phải có một sự thực hành, chứ chúng ta có một sự không hiểu một cách căn bản. Quả thực thì ta nói đa thư loạn tâm là vậy đó, tức là nhiều thứ nhiều điều quá đó, thì nó tạo nên cái sự vướng mắc. Cái sự vướng mắc ở đây tức là vướng mắc ở chỗ này, nó vướng mắc ở chỗ kia, cái sự nghi hoặc chỗ này, sự nghi hoặc ở chỗ nào, đó là một sự vướng mắc mà chắc chắn là khi chúng ta tu, chúng ta cần tránh, chúng ta cần vượt qua, chúng ta cần phải có một cái không có sự nghi ngờ về cái pháp môn của mình thực hành, cái pháp môn mình thọ trì. Và cái việc học hành cũng vậy, mình tin tưởng, mình suy xét, khi học rồi mình có cái sự thực nghiệm, đó chính là cái giá trị tu, thực nghiệm tự tâm, xét về lý nhân quả, xét về cái giá trị mà nội tâm, nội tánh của mình nó được tỉnh giác, nó được an trụ, nó được nhẹ nhàng, nó được buông bỏ. Thì đó chính là chúng ta có một cái học, có một cái hành đúng đắn. Chứ còn nếu như có pháp học nhiều, rồi từ pháp học nhiều thì chúng ta cũng loạn tâm nhiều, hay nghi ngờ nhiều, hay là có không có pháp học mà chúng ta thực hành, thì chúng ta đi đến những có những giai đoạn lúc mà thân an, tâm an, hay là những cái trạng thái của tâm nó diễn tiến thì chúng ta không có kịp để chúng ta độ trừ nó, thì đó cũng chính là một sự nguy hiểm ở trong tâm của mình. Dạ, thử mà thượng tọa đứng trên cái sự thảo luận ý kiến của chính con, thì nếu như một người thường tục thì người ấy vững chắc trên đường pháp học cũng như đường pháp hành. Còn nếu như mà chúng ta không vững chắc thì chúng ta không được có thời gian và có điều kiện, thì chúng ta cũng cố gắng nắm những yếu lý căn bản và từ đó thực hành và có cái sự học hỏi, có cái sự thọ giáo từ những người có đầy đủ cái sự kinh nghiệm, có đầy đủ cái hiểu biết về trong cái pháp hành cũng như là ở trong pháp. Và đây chính là cái đời thờ tượng của chính con. Nếu có điều gì cần hỗ trợ thì kính mong thỉnh thần tọa Nam Mô Bổn Sư nhé. Sa thú cái chừng từ đó tới quyền. Sư Nguyên Thông ơi, Sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy và có nghe được không, biết được, thì Sư Nguyên Thông trả lời cho cô thảo luận số 3. Một lần nữa xin dạ. Sư Nguyên Thông, ở đây khi mà chúng ta nói đến sự thành thạo hay là thuần thục thì cái gì mà mình quen làm thì thường dẫn đến thành thạo. Nhưng mà dựa trên cái kinh nghiệm của Sư Nguyên Thông á, tại sao có những người học rất lâu, làm rất nhiều về một cái gì đó, nhưng người đó vẫn không thâm nhập được, vẫn cảm thấy bỡ ngỡ và vẫn cảm thấy rằng mình cái đó nó thật sự còn xa lạ với mình. Chỉ, nó có nguyên nhân nào không? Ví dụ như một người
sống ở trong chùa, sống rất lâu, nhưng mà kinh điển vẫn là còn là cái gì xa lạ với mình, thì có lý do nào không? Xin kính thỉnh sư không? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuân lệnh sư phụ góp ý cho câu thảo luận số 3, hỏi rằng trong sự giáo dục, tại sao có những người học môn gì đó thì rất lâu nhưng vẫn bỡ ngỡ không thâm nhập được? Dạ, kính thưa sư phụ, con nghĩ rằng nó có hai phần. Một phần là do những cái nghiệp của quá khứ, và một cái phần thứ hai là hiện tại. Cái hiện tại cái người học đó là phải chú tâm vào học. Học mà không có chú tâm, tức là mình phải focus vào cái điều mình học, mình suy nghĩ rồi thực tập để cho cái điều mình học nó đi sâu vào cái tim trong óc mình, và phải lặp đi lặp lại nhiều lần. Cái lặp đi lặp lại nhiều lần á thì nó gọi là encoding, tức là mình lặp đi lặp lại nhiều lần thì cái đó, cái hình ảnh đó, cái âm thanh đó nó sẽ ghi vào cái tâm của chúng ta. Tâm tâm của chúng ta nó có hai phần. Một phần là short term memory, tức là mình khi mà mình gặp một cái gì đó thì mình chỉ thấy cái đó, thì thấy qua như vậy rồi mình không luyện tập thì trong chừng 3-4 phút sau thì mình sẽ quên, có lẽ sẽ quên lửng luôn. Người ta có thí dụ rằng, cái thí nghiệm rằng để 20 cái vật khác nhau mà mình lặp đi lặp lại vào khoảng chừng 1-2 lần thôi, thì 2-3 phút sau thì mình chỉ còn nhớ là có 5 cái à, chứ không còn nhớ được 20 cái. Nhưng mà nếu mình lặp đi lặp lại nhiều lần thì mình chẳng những là nhớ 5 cái mà mình nhớ 20 cái, mà nó lặp đi lặp lại nhiều lần nữa thì cái đó nó sẽ trở thành máu xương thịt của chúng ta, khỏi xong bao giờ quên. Vì vậy cho nên cái repetition đó, tức là lặp đi lặp lại, thì nó có cái ảnh hưởng của nó. Mà cái người không học, chưa từng học, hay là chưa từng nghe, chưa từng chỉ, chưa từng biết, thì tưởng đâu mình học qua rồi mình nhớ, vào khoảng chừng 2-3 ngày sau quên. Nhưng mà nếu mình học hoài, ngày nào cũng học hoài, tại vì vậy cho nên là học là phải tụng đọc, rồi thực tập, rồi viết, rồi nhớ nghĩ, rồi làm bao nhiêu cái động tác để cho tất cả những cái âm thanh, tư tưởng, mắt, tai và thân hình mình luyện tập, thì như vậy những cái notion đó, cái ý niệm đó nó sẽ đi vào trong tâm của chúng ta, và chúng ta sẽ lặp đi lặp lại hiểu biết rồi thuần thục. Cái mà hồi nãy đó mình học cái câu trên, mà cái bài học hôm nay này đó, bài học hôm nay này nó có cái hay, là cái hay của nó đó, cái hay của nó là mình phải biết cái chữ là paguna hay là pagunya hay là pagunyata, tức là cái thuần thục, có nghĩa là hiểu biết nó thông thạo và nhuần nhuyễn, thì cái đó nó không phải là một lần mà được, cái đó là phải nhiều lần, lặp đi lặp lại nhiều lần. Một cái người mà có cái có thói quen như vậy thì họ không bao giờ đọc một cái điều đó họ thấy hay và học, họ không để tâm và họ không lặp đi lặp lại. Cái điều đó là cái những người học thì phải biết. Và nếu mà không biết thì do cái kinh nghiệm mình học, tại sao mình quên? Tại vì mình học chưa chín, chưa tới, cho nên khi mà học chín học tới rồi thì sẽ không quên, thưa sư phụ. Thí dụ bây giờ là đối với con bây giờ thì những cái điều mà con bây giờ thì rất là quên, cái gì cũng quên hết, nhưng mà tiếng Anh, tiếng Pháp và Phật Pháp thì cũng quên nhưng mà ít thôi. Còn thành ra ở nhà bà bạn con và bà hỏi cái gì cũng quên thì con nói con có nhớ gì đâu, chỉ tiếng Anh, tiếng Pháp và Phật giáo là những điều mình học hoài, đọc sách hoài, làm hoài thì làm sao mà quên được. Cho nên là sự thật nói mình không quên là tại vì mình học hoài. Ngày nào mà con không đọc sách, con ta gọi là bookworms, tức là có mọt sách mà. Thành ra tất cả những cái điều gì đó mình học hoài hằng ngày thì không còn, mình không quên. Tại sao? Tại vì mình đam mê, mình say mê đó. Thì tất cả những người mà có cùng cái quan điểm như vậy thì những người đã học đâu nhớ đó. Kính thưa sư phụ, đó là những cái điều mà con suy tư trong cuộc sống hằng ngày và học hỏi của con.
Nhưng mà kính thưa sư phụ, con là một chúng sinh vô minh chưa chứng quả, thật ra những điều nói, những điều mà con nói ra thì đừng có tin, nghe để đó mà thôi. Vậy con xin trao mai cho chư sư phụ và chân thành tri ân chư vị lắm ta nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sa thú, xin thiền sư Nguyên Thục, thưa quý vị, còn vài phút sau cùng của lớp học ngày hôm nay, chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị một điều ở trong thiền định. Ở trong thiền định nói đến những pháp gọi là thuần thục. Chúng tôi không có dành nhiều thời giờ để nói về cái pháp thuần thục. Cả năm pháp ở đây mà chúng tôi chỉ nói đến hai điều cho chúng ta một ý nghĩa rất là thú vị, là một cái vị mà nhập thiền một cách nhanh chóng, sắc bén như vị đó muốn, đó là một pháp thuần thục. Nhưng mà rồi xuất thiền một cách mau mắn thì cái đó là yếu tố thứ hai. Nếu mà nhập mà khó khăn, phải cố gắng mới nhập thì chưa là thuần thục. Mà xuất thiền mà cũng khó khăn thì cái đó cũng chưa gọi là thuần thục. Nói một cách khác là ở trong cuộc sống chúng ta đó, một con người mà gọi là biết sống thì có thể dễ hòa mình vào một cái đám đông, hòa mình vào một công việc, hòa mình vào cái gì đó. Nhưng mà một người biết sống, sống tự đại, sống một cách trưởng thành thì cũng là người có thể rời khỏi cái trạng thái đó, rời khỏi hoàn cảnh đó mà không có bị vướng vấp nhiều. Điều này đó là một gợi ý cũng tương đối rất là khó hiểu trong cuộc sống của chúng ta. Có nghĩa thì thường có hai cái cực đoan, là không biết thì mình có thái độ kỳ thị, nhưng mà biết rồi thì lại có thái độ nghiện ngập, vướng mắc, đam mê mà không có buông được. Thì hai cái đó nó đều là vấn đề hết. Vấn đề. Cũng như người xưa họ có câu nói rằng đến được, đi được, nhất lên được thì đặt xuống được, nắm được thì buông được, thì cái đó mới gọi là thật sự là xuất nhập tự tại. Ở đây trong thiền định đó, ví dụ như là một người hành thiền sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không có nghĩa là khi lên tứ thiền rồi thì vị đó đã vượt qua khỏi sơ nhị tam và vị đó không nhập một sơ nhị tam được, không phải vậy. Mà ngay cả chính Đức Phật trước khi viên tịnh Niết Bàn thì Ngài cũng viên tịnh theo cách gọi là liên thiền. Ngài nhập vào sơ thiền, xuất sơ thiền, nhập nhị thiền, xuất nhị thiền, nhập và tam thiền, tam thiền, nhập tứ thiền, xuất tứ thiền, rồi tới đến phi tưởng, phi phi tưởng, rồi sau đó Ngài xuất nhập ngược lại, và từ phi phi tưởng Ngài trở ngược lại, rồi vô sở hữu, thức vô biên, không vô biên, rồi tứ thiền, tam thiền, nhị thiền, sơ thiền. Cái chuyện mà ra vào tự tại, từ thấp tới cao, từ cao tới thấp, là một sự tự tại, nghĩa là trạng thái nào cũng có thể được, chứ không phải là nói rằng mình đã quen, mình quen ăn ngon rồi, bây giờ ăn lại đồ đạm bạc thì mình không quen, khó chịu, thì cái đó chưa là tự tại được. Dĩ nhiên là một người ăn uống đạm bạc quen mà ăn cái đồ cao sang có nhiều khi khó tiêu, nhưng một người tự tại thật sự thì từ cao, từ thấp lên cao, từ cao xuống thấp đó, đều tự tại được, thì cái đó mới gọi là thuần thục. Thì về chính thì
Theo trong kinh điển dạy đó, là ngay cả một cái vị mà thiện trí đó, thì vị đó có thể ngồi ở trong cung đình với nhà vua, mà cũng có cái phong thái điềm tĩnh, an nhiên. Nhưng mà vị đó có thể ngồi xuống bên cạnh một cái người làm nông, một người làm ruộng, làm lũ, cũng có thể tự tại được, thì mới là một người đến đi với cũng giữ cuộc đời này một cách an nhiên, một cách an lạc. Còn đa phần thứ gì ở trong chúng ta đó là chúng ta thường gắn mình với một cái kiểu mẫu nào đó. Chúng tôi có nghe một vị thầy tâm sự với chúng tôi là nghe những người bạn khuyến khích vị này ráng đi qua Ấn Độ học và có được bằng tiến sĩ. Thì trước kia đó, khi chưa bằng tiến sĩ đó, thì vị này có thói quen là một hai người hỏi pháp thì vị này cũng nói pháp được, năm bảy người cũng nói được, và trong hoàn cảnh nào cũng thuyết pháp được. Bây giờ mình làm tiến sĩ, đôi khi mình phải cân nhắc. Mình làm tiến sĩ mà mình ngồi mình nói chuyện cho hai ba người thì nghe có bộ nó kỳ quá, mà thuyết cho đám đông đâu phải lúc nào cũng có đám đông. Mà đã cái danh vị, cái học vị tiến sĩ đó, vì đó là có đôi khi nó là trở thành một cái thứ trở ngại. Và mình nói chuyện thì chưa có nghĩ mang cái lợi lạc cho người nghe, mà đã nghĩ đến là mình làm sao để mình giữ được cái thế giá của mình là một vị tiến sĩ. Chứ mình không thể nào mình gặp đâu nói đó được. Thì cứ nghe chúng tôi cảm thông phần nào những vị như vậy. Bởi vì sao vậy? Tại vì thật ra một cái cuộc sống mà tự đại như Đức Phật và các vị thánh đệ tử đó, là đạt đến một cái chỗ rất là ảo diệu của đời sống. Nếu chúng ta đọc kỹ ở trong Tam Tạng Kinh Điển thì chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn đã nói pháp cho nhiều người lắm. Có khi Ngài giảng cho một đám đông chư tỳ kheo, cho một đám đông các vị du sĩ ngoại đạo. Có khi Ngài giảng pháp cho một hai cá nhân, và thậm chí có khi nhiều khi Ngài giảng pháp với những người chửi Ngài, tranh luận với Ngài. Bởi vì Ngài là một đấng pháp vương, nên cái sự tự đại của Ngài đặc biệt, cũng rất là đặc biệt. Đối với đời sống hàng ngày của chúng ta thì chúng ta phải tin một chuyện là càng thực hành, càng trau dồi đó, thì chúng ta càng thành thạo. Và từ chỗ thành thạo đó, nó khiến cho chúng ta thoải mái, nhẹ nhàng, đạt đến chỗ khinh an. Và nếu chúng ta muốn biết là cái sự tiến bộ của mình ở trong thiền pháp ra sao đó, thì chúng ta hãy nhìn lại là mình có thực sự thoải mái khi mình gần bản lành hay không. Chúng tôi muốn quý vị Phật tử lưu ý như vậy là một người thích học Phật pháp, thích tu tập thì ở gần các vị thiền sư, các vị này rất là hoan hỷ, rất muốn ở gần các vị thiền sư. Mà người không thích Phật pháp, không thích tu tập á, nghe nói các vị thiền sư là tránh xa xa, chẳng muốn đến. Cũng như những người họ thích cúng kiến á, họ nghe ở đâu có những vị thầy mà cúng kiến coi bói coi phong thủy, họ rất thích đến. Mà vị thầy nào mà không có chuyên biệt đó thì họ cũng thoải mái. Cái chuyện đó nó là cái bản tính tự nhiên của hữu con người. Bởi vì người ta nói rằng mã tầm mã, ngưu tầm ngưu. Khi mà mình xem cái trạng thái dễ chịu của mình, nó cũng cho chúng ta thấy rằng chúng ta có quen thuộc ở trong thế giới đó hay không. Thì thứ gì học Phật pháp, tu tập cũng vậy. Khi mà Đức Thế Tôn còn là vị Bồ Tát đó, Ngài tu tập bốn gọi là tứ niết pháp, là bố thí, ái ngữ, lệ hành, đồng sự đó. Về sau này, sau khi Ngài thành đạo rồi, những chúng sanh mà đã được hưởng những cái đã ân trim lợi lạc do Ngài mang lại trong quá khứ rất dễ được khai thị. Và họ gặp Ngài có khi là Ngài nói một câu thôi, như đối với Angulimala nói một câu, Bahiya nói một câu thôi, là cảm thấy như là ô, mình đã trở về và mình tìm được thân quen. Thậm chí có cô độc đó, mà ông nghe đó chỉ chữ Phật thôi là trong lòng ông phát sinh hỷ lạc liền.
cái đó cũng là một sự thân quen. Sự thân quen đó, đó nó khiến cho người ta dễ dàng mở lòng ra, dễ dàng đón nhận, dễ dàng lãnh hội và dễ dàng áp dụng vào cuộc sống. Và nhờ như vậy được rất là nhiều cái lợi lạc. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room for Pháp. Dạ con thỉnh lại, thỉnh Thượng Thầy Giác Đẳng trở lại đạo tràng, chúng con không còn nghe được âm thanh của sư nữa, con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ thưa quý vị, chúng tôi chỉ có một cái thông báo nhỏ thôi là ngày mai này, như chúng tôi biết là thường ngày thứ sáu đó, là thứ sáu đó là ngày giảng của Đại Đức Pháp Tính. Bây giờ thì chúng ta sẽ không bao giờ có bài giảng của Đại Đức Pháp Tính nữa rồi. Nhưng mà chúng ta cũng có một điều may mắn khác là Thượng Tọa Tề Siêu đã hoan hỷ để giảng Trung Bộ Kinh ngày thứ sáu. Tức là bây giờ Thượng Tọa Tề Siêu sẽ giảng hai ngày. Thứ hai là lớp Phạn Ngữ Pali và thứ sáu là lớp Trung Bộ Kinh. Rồi ngày mai chúng ta sẽ có lớp Trung Bộ Kinh. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay ở tại đây và hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong Room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ớt, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ con kính tri ân quý ngài. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu.